Chiều 27 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi làm việc với các sở ngành liên quan về kết quả thực hiện đề án cung cấp nước sạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2021, tỷ lệ người dân ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt gần 82%. Đến năm 2025, Đồng Nai đặt mục tiêu 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, 100% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh. Để đạt được mục tiêu, dự kiến tỉnh sẽ phải đầu tư mới các công trình cấp nước tập trung gồm 7 công trình từ ngân sách, 3 công trình từ nguồn xã hội hóa và nâng cấp sửa chữa 17 công trình. Tổng kinh phí thực hiện khoảng hơn 1.680 tỷ đồng. Sau khi nghe ý kiến các bên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở ngành địa phương hoàn chỉnh lại các chi tiết đề án, đặc biệt là làm rõ các nội dung liên quan đến xã hội hóa để điều chỉnh các chính sách liên quan, nhất là chính sách về vốn trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.